Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình sẽ không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành và chúc các bạn ở lại xem vui vẻ. Chap 165, Trương Dung lại đưa cho Thẩm Lãng một ly trà. Cho dù quốc quân cuối cùng quyết định như thế nào, ta thấy rằng cuộc chiến này ta đã thua. Trương Dung nói, ngươi đúng là một thiếu niên đáng gờm. Thẩm Lãng trả lời, Thái thú đại nhân, công lao của ngài không có gì bàn, ta tin quốc quân xem xét kỹ càng. Trương Dung nói, ta và Huyền Vũ Bá Tước có sự chênh lệch tuổi tác không lớn, nhưng chúng ta đã dành mất mười mấy năm của cuộc đời để xây dựng sự nghiệp, và hiện tại nó đang sụp đổ. Ta không biết mình còn bao lâu nữa mới có thể đứng dậy. Thẩm Lãng nói, chắc chắn không phải như vậy, ta tin rằng Trương Công chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp. Tuy hắn nói như vậy, nhưng thực sự, đối với tương lai của Trương Dung, hắn không dám khẳng định. Trong trận chiến tại Nội Triều Thành, Trương Dung thực sự đã đánh mất một nửa quân lực của quốc gia, nhưng ít ra còn giữ được một ít đảo trong Lôi Châu quần đảo. Như thế, mặc dù Kim Thị đã chạy ra biển và trở nên cường đại, nhưng hắn ta vẫn loanh quanh giám sát được họ. Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh với Kim Thị gia tộc, Trương Dung đã thất bại. Quốc quân lại là một người tàn nhẫn và không biết thông cảm. Vậy Trương Dung sẽ phải đối diện với kết cục như thế nào? Chẳng ai biết, mọi thứ đều nằm trong tay của quốc quân. Trương Dung tự cười khẩy, Tân Chính và ta vốn chẳng có quan hệ gì. Tân Chính không chỉ không có quan hệ đến Trương Dung. Sau trận chiến tại Nội Triều Thành, tạm thời Việt quốc Tân Chính có vẻ như đang giữ thăng bằng. Vấn đề là ngươi sẽ chọn đối đầu với ai? Ngươi sẽ chọn ai để làm tiên phong cho cuộc Tân Chính này? Sau mọi cuộc đấu tranh chính trị thất bại, việc đầu tiên cần làm chính là giữ im lặng, chờ đợi thời cơ thích hợp, thay vì lập tức tiến vào cuộc chiến tiếp theo. Trương Dung mật tấu nhanh chóng nhất để đưa về thủ đô. Thẩm Lãng gần như không thể tưởng tượng được quốc quân sẽ khiếp sợ thế nào, cũng như sự chấn động toàn bộ triều đình. Trương Dung đứng lên và nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta sẽ trở về và chờ quốc quân ra quyết định. Thẩm Lãng cúi đầu nói, Trương Công, núi rộng sông dài, có ngày gặp lại. Huyền Vũ Bá Tước đã tận dụng khả năng của mình để giữ vững Nội Triều Thành, với một tư duy bảo thủ và kiên nghị phù hợp với tình hình thủ thành. Thẩm Lãng cùng Kim Trình dẫn đầu một đội ngũ 1000 người tấn công Kim Sơn Đảo. Trên đảo Kim Sơn, nội ứng ngoại hợp, có gần 2000 tù binh đã phối hợp tấn công hải tặc. Trong khoảng một nửa ngày, họ đã hoàn toàn đánh bại 1000 hải tặc đang ở đó và tái chinh phục Kim Sơn Đảo. Kim Trình đã chỉ huy 1000 quân thủ vệ Kim Sơn Đảo, trong đó một nửa bao gồm những người từng là tù binh, được Thẩm Lãng đưa trở về Huyền Vũ Bá Tước phủ. Sau hơn một tháng xa nhà, lòng ta thật sự hướng về gia đình. Mộc Lan bảo bối, ta nhớ nàng rất nhiều. Dù đã trôi qua hơn một tháng, ta vẫn chưa dám hái hoa hay ngắt cỏ. Đối với Cửu Uy Nhi, ta cũng chẳng thèm để ý qua. Ở Nội Triều Thành, với những giới hạn và quy tắc đặc biệt đó, ta chẳng có dám tiến gần bất cứ người phụ nữ nào. Ở thời đại này, như ta, một người đàn ông muốn duy trì sự trong sạch, thật sự không phải điều dễ dàng. Nhưng đây là tình yêu. Từ Thiên Thiên, người con gái quyến rũ, lại đến gần, ôm lấy hắn từ phía sau và nhẹ nhàng massage vai hắn. Nhưng cô còn không cẩn thận để ngực cô chạm vào đầu Thẩm Lãng. Xin đừng như vậy. Ta đang cố gắng giữ được sự đứng đắn. Chúng ta đã chia tay rồi. Ta không thể có lỗi với Mộc Lan. Ta không phải người như vậy. Kẻ nào đấy. Ôi nhưng mà thật mềm mịn. Thẩm Lãng đưa đầu tiến gần hơn, mỉm cười lộ ra sự mãn nguyện trên khuôn mặt, ánh mắt phê pha. Hoàng Phượng khéo léo nuốt nước bọt. Nàng không phải thèm khát, mà là cố gắng kiềm chế sự tức giận bên trong. Sau đó, nàng quay người bước đi. Từ Thiên Thiên tỏ vẻ nũng nịu, Thẩm Lãng à, chúng ta đã có mối quan hệ như vậy. Liệu ngươi có thể nói cho ta biết, ngày đó ngươi trong viện thuốc nhuộm đã sử dụng loại độc gì? Ngươi đã làm gì khiến gia đình ta bị hại, và làm sao các thương nhân Tây Vực kia bất ngờ bị độc và ngã bệnh? Hự, ngươi thế này, thật sự không tốt tính gì. Thẩm Lãng ngồi thẳng lưng, lấy đầu ra xa khỏi vùng ngực của Từ Thiên Thiên. Ta là Thẩm Lãng, một người thanh liêm, không bao giờ tham gia vào những hành động phi pháp, cũng không có ý định lừa gạt. Sau đó, hắn nói với giọng chắc nịch, Từ tiểu thư, xin đừng oan ức ta. Ta không bao giờ thực hiện bất cứ hành động độc ác trong viện thuốc nhuộm. Và ta chưa từng gây hại cho gia đình của ngươi. Những thương nhân Tây Vực trên thuyền đó bất ngờ bị độc và mắc bệnh là điều ta hoàn toàn không biết tới. Từ Thiên Thiên kéo môi một cách tức giận, sau đó đưa ngực lại gần hơn. Nói cái khác vậy, thông thường trong việc phối phương, vấn đề khó tránh khỏi. Về việc sử dụng thuốc nhuộm màu tím và cầu vồng, Thẩm công tử có thể cải tiến thêm gì không? Thẩm Lãng gật đầu, được, có thể làm được. Tuy nhiên, việc này sẽ đòi hỏi một khoản phí lớn. Từ Thiên Thiên lại đưa ngực gần hơn một chút. Thẩm Lãng thả lỏng người, nghiêng đầu lên và nói, chúng ta có thể sử dụng tơ lụa từ việc phối phương mới, và sau mỗi lần bán ra, ta hưởng 5% trên một miếng lụa. Từ Thiên Thiên khẽ cười và nói, Thẩm công tử, chúng ta quan hệ đã đến mức thân mật này, ngay cả việc nói về tiền cũng không cần khách khí gì cả. Thẩm Lãng nhẹ nhàng cọ sát và nói, ui chà, huynh đệ còn tương tàn, huống chi chúng ta chỉ là chồng cũ vợ cũ mà thôi. Cút đi. Từ Thiên Thiên dùng một tay đẩy hắn ra xa. Quay trở lại Huyền Vũ Bá Tước phủ sau đó. Thậm chí trước khi có cơ hội chia sẻ thân thiết với Mộc Lan, Thẩm Lãng đã chứng kiến cảnh tượng đầy đất xác thi thể. Trải dài trong khoảng 20 người, đàn ông và phụ nữ đều có, từ già đến trẻ. Những người này đều là các con dân trong đất phong của Huyền Vũ phủ, mặc dù Thẩm Lãng không thể biết tên từng người, nhưng gương mặt mỗi người đều in sâu vào tâm trí. Ngoài ra còn có trên trăm thi thể khác, toàn bộ đều là những võ sĩ đã hy sinh trong trận đánh. Trong đó có cả những người mới tham gia và những người lão binh. Thậm chí, phu nhân Tô Bội Bội còn bị một vết thương sau lưng, dài nửa thước, rất sâu, cơ hồ thấy cả xương bên trong. An Tài Thế nói, cô gia, ta đã giữ máu và đặt thuốc vào vết thương của phu nhân, nhưng ta không dám khâu vết thương mạnh quá theo cách ngươi đã chỉ dạy, lo sợ để lại quá nhiều vết sẹo. Thẩm Lãng nói, tốt, ta sẽ làm. Ruột dê đã chuẩn bị tốt chưa? Thẩm Lãng từ khi bước vào thế giới này đã dạy An Tài Thế cách khâu một cách tốt hơn và chuẩn bị một số lượng lớn ruột dê, nhưng chúng không phải lúc nào cũng dễ dàng có được tại địa phương này. Ruột dê dùng trong khâu vết thương có ưu điểm là dễ dàng bị cơ thể hấp thụ, nhưng khuyết điểm là dễ dàng gây ra phản ứng viêm nhiễm. Tuy nhiên, Thẩm Lãng đã sử dụng kiến thức hiện đại để xử lý ruột dê tuyến một cách kỹ lưỡng. Mỗi cây tuyến đều trải qua vài tháng trong quá trình xử lý và hàng chục bước công nghệ khác nhau để đảm bảo rằng khả năng gây phản ứng viêm nhiễm được giảm đến mức thấp nhất. Dù nhạc mẫu Tô Bội Bội có vẻ lười nhác, nhưng võ công của nàng thực sự cao cường, tố chất thân thể xuất sắc. Sử dụng lượng lớn dược liệu giảm nhiệt, vấn đề không đáng lo ngại. Tô Bội Bội nằm trên giường, vẫn còn mặc quần áo. Ở phía sau quần áo, một mảnh vải đã được cắt ra một miệng lớn để lộ ra vết thương. Mặc dù vết thương nằm ở phía sau, nhưng nàng vẫn không muốn bị nam nhân khác đụng chạm. Nhưng với Thẩm Lãng thì không sao. Thẩm Lãng khâu kỹ lưỡng, từng lớp, kín đáo và tỉ mỉ. Thậm chí, chọn dùng mỹ dung châm để khâu lại làm cho vết thương trở nên tinh tế hơn. Tiếc thay, trong thế giới này không có chỉ khâu mỹ dung, nếu không sẽ càng ít vết sẹo hơn trong tương lai. Tại cái tuổi này, có một ít vết sẹo cũng không quan trọng lắm đâu. Tô Bội Bội nói, liệu cha ngươi có thể ghét bỏ ta sao? Thẩm Lãng đảm bảo, với kỹ thuật của con đảm bảo rằng vết sẹo sẽ rất nhỏ. Tất nhiên, con cũng có biện pháp để che giấu vết sẹo. Biện pháp gì vậy? Tô Bội Bội tò mò hỏi. Thẩm Lãng tiết lộ, con sẽ xăm mình một hình đẹp ở phía sau trên lưng. Tô Bội Bội phản đối, vì một vết sẹo ở tuổi này mà phải xăm mình, có phải là quá thừa không? Tuy nàng nói như vậy, nhưng thực tế nội tâm nàng đã bắt đầu rung động. Thẩm Lãng nói, không có người nào khác sẽ biết, chỉ có dành cho nhạc phụ đại nhân thưởng thức. Không có gì đáng lo. Lại nữa, Tô Bội Bội nói. Thẩm Lãng trở về sân nhà của mình, khuôn mặt ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Trước đây, anh chưa bao giờ nuôi thù hận đến như vậy với bất kỳ ai, cũng chưa từng có tình sự hận đối với một gia tộc nào như thế này. Trần Viễn Hầu, Tô Thị gia tộc. Mộc Lan bò lên giường, một nửa cơ thể không được che đậy. Vết thương phía lưng trên của nàng, một vùng cơ thể đầy màu xanh tím kinh khủng. Đó là ngày đêm bảo vệ đất phong và bảo vệ nhân dân chống lại cuộc tấn công của những tên đạo tặc giả mạo, và cô đã bị các cao thủ của gia tộc Tô Thị dùng búa đập trúng. Tuy không để lại vết sẹo, nhưng nàng vẫn mang những vết thương nội tại. Thẩm Lãng đau lòng đến tận tâm can, bằng cách sử dụng những viên dược thảo tốt nhất và những cử chỉ nhẹ nhàng, từ từ xoa bóp vùng da xanh tím sau lưng của Mộc Lan. Phu quân, chàng có trách ta không? Mộc Lan hỏi với tâm ý dịu dàng. Nàng nằm trong lòng của Thẩm Lãng, đặt tay của anh ấy lên ngực mình, tận hưởng cảm giác ấm áp và an lành. Thẩm Lãng đáp, trách nàng ư, vì sao? Nàng đã biết rõ điệu hổ ly sơn chiêu của mình, mà vẫn dũng cảm dẫn binh ra chiến trường để cứu vớt nhân dân đất phong. Đó chính là Mộc Lan. Mộc Lan nghiêng người, nằm trên ngực của Thẩm Lãng và nhẹ nhàng hôn anh ta. Không cần phải nói nhiều hơn, Nội Triều Thành đã được giữ vững, Cửu Uy Nhi đã rời đi. Chiến thắng tại Vọng Nhai Đảo đã được đạt được, thù thắng trời, quân địch bị tiêu diệt. Những tin tức này, Thẩm Lãng không cần phải nói ra và cũng không cần phải nói thêm. Tất cả đã được gửi về nhà từ trước đó và hiện tại chỉ còn lại niềm đau trong lòng anh. Phong mật tin của Tô Tiễn Hầu Tước đã bị thiêu rồi cơ mà. Tôn An cũng tin, vậy thì Tô Kiếm Đình còn có thể đến chiếm đoạt là sao? Thẩm Lãng nói, ngoài việc trả giá lớn thế này, họ tới cướp đoạt làm gì? Mộc Lan lắc đầu, bộ dáng thể hiện sự bối rối. Trong tình huống như vậy, sự hoài nghi và âm mưu là điều không thể tránh khỏi. Thẩm Lãng thở dài, quyết định đã đến, mục tiêu là diệt Tô Thị. Thẩm Lãng nhanh chóng tập trung tư duy. Tô Thị gia tộc, họ dù có quẳng đi danh hiệu Uy Vũ công tước, Trấn Viễn hầu tước ở ngoài, vẫn chính là biểu tượng quý tộc lâu đời nhất. Lãnh thổ rộng lớn, quân lực mạnh mẽ, thêm vào đó, Tôn An vẫn là thái tử thiếu bảo, trấn quân đại tướng quân, đây đích thị là siêu cấp đầu sỏ. Muốn đánh bại hắn, quả là một thách thức khó khăn. Trương Dung thực sự xuất sắc, nhưng căn cơ của nhà hắn lại quá tầm thường. Trong khi căn cơ nội tình của Tô Thị gia tộc lại vượt xa cả Huyền Vũ Bá Tước phủ. Nhìn chằm chằm vào Tô Thị gia tộc, thật khó để đánh bại. Nhưng chỉ cần có một điểm tựa, ta có thể lật đổ toàn bộ thế giới. Cũng như chỉ cần một điểm tựa, ta có thể tiêu diệt Tô Thị toàn tộc. Thẩm Lãng đang tính toán một cách cố gắng. Trong khi đó, Mộc Lan vẫn đang tiếp tục hôn hắn một cách nghịch ngợm, như thể đang tham gia một trò chơi vui vẻ. Mỗi nụ hôn, mỗi cái cách dừng lại, khiến Thẩm Lãng không thể đoán trước chỗ tiếp theo cô ấy muốn hôn, khi thì hôn ở môi, lúc lại hôn sau tai phải. Mộc Lan đang thú vị với trò chơi này, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Lãng đang tính toán một cách nghiêm túc. Chàng đang làm gì đấy? Mộc Lan nói với vẻ nũng nịu. Thẩm Lãng trả lời, ta đang tính, dự kiến phải mất khoảng nhiều ngày để đánh bại Tô Thị. Mộc Lan hỏi tiếp, thế chàng tính thế nào rồi? Thẩm Lãng nói, ta nghĩ tầm 150 ngày mới đủ để hoàn thành. Mộc Lan thở dài, khá khẩm làm sao có thể tính chính xác đến từng ngày nhỉ? Tuy nhiên, cô không phải lo về phần tính toán này, chỉ cần vỗ tay và hoan hô, rồi gọi phu quân của cô là lợi hại. Tất nhiên, lúc này Mộc Lan đã không nói bằng miệng, nhưng ánh mắt cô thể hiện tất cả. Và đúng, cô nhìn Thẩm Lãng đang dùng ngón tay đếm một cách tập trung, không thể nhịn được cười. Vậy điểm tựa này là gì đây? Tới ngũ điện hạ Ninh Chính. Thẩm Lãng nhìn Mộc Lan, đôi mắt cô ấy vẫn rất duyên dáng, nhưng đang nhuốm đầy tia máu. Nàng phải làm việc hết sức, không ngừng và không biết mệt mỏi. Bảo bối, hãy nghỉ ngơi đi. Thẩm Lãng thủ thỉ. Dạ, phu quân, chàng ở đây cho ta ngủ. Mộc Lan bày tỏ một cách dễ thương. Được rồi. Thẩm Lãng đáp. Mộc Lan nhanh chóng cởi nửa phần dưới váy của mình. Sau đó, cô ấy cởi bỏ cả bộ quần áo của Thẩm Lãng và thoải mái ôm hắn để ngủ. Trong vòng chăn, không gian tràn ngập mùi thơm, rất ấm áp như một viên ngọc quý. Chỉ trong vài giây, Mộc Lan đã ngủ say trong tình cảm ngọt ngào. Trải qua 1 tháng, cô ấy ngủ không quá 3 giờ mỗi ngày. Thẩm Lãng ôm lấy Mộc Lan như ôm một viên ngọc, trong lòng vừa thèm khát như sói đói, vừa đau đớn vô cùng. Sau 2 phút, hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Trải qua 1 tháng, dù có vẻ hắn rất nhiều năng lượng, hùng hổ trên chiến trường, nhưng thực tế là không có giấc ngủ ngon nào cả. Tại Tấn Hải Bá Tước phủ, trên sàn đá trước phủ, Thế tử Đường Dẫn đang quỳ xuống, khóc lóc. Không, không thể. Cha ơi, phải làm như vậy sao? Tình hình vẫn còn có thể thay đổi, không phải mọi việc đã kết thúc. Gia tộc Kim Thị đã chiếm được Nội Triều Thành, đó tương đương việc đối đầu quốc quân. Quốc quân sẽ không bỏ qua hành động của họ. Chúng ta không nên vội vàng quyết định, có thể tìm cách. Hãy chờ một chút, hãy chờ và xem. Từ từ tìm ra giải pháp. Bà tước Đường Luân, cả người tràn đầy cảm giác thống khổ, cười nhạt nhẽo, chờ đợi cũng chỉ là trì hoãn sự tàn khốc. Sự kết thúc của chúng ta, tất cả mọi người đều biết, còn không mau chạy, cả tộc sẽ bị diệt, mau chạy. Hết chap 165. Hướng dẫn tham gia thành viên chính thức của kênh để unlock những clip vượt tiến độ. Bước 1, bạn bấm vào profile của kênh. Bước 2, chọn nút tham gia. Bước 3, chọn loại hình bạn muốn tham gia, với giá tương ứng. Bước 4, thanh toán qua thẻ Visa hoặc Momo tùy theo nhu cầu của bạn. Đối với các thành viên miễn phí, các bạn không cần lo lắng, clip vẫn đang công chiếu theo tiến độ bình thường, một tuần, từ 4 đến 5 clip. Chân thành cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành.